gãy giò anh Công. Rõ ràng là chứ mình mình coi học hay gì đâu. Rõ ràng em đã coi là anh Công ơi, la ôm trụ nha, ở đó nó có hai thằng để tụi em đẩy mít. Bim 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 bim, chui ra cái chết ngắt cái tút ở trên cái bụi lùm trên kia. Lạy luôn. Không có kênh ấy. Kênh nên làm tí aoi. Nó lủng top nặng quá mẹ, cái vị trí của mình nó bị lủng cái đường top ao tới tận đường top những ao 4000 vàng thì phải. Mình ao quá lớn rồi. Cái đường còn lại thì ao mình ao được tí của nó mẹ, lủng cái đường top mày ngay đi chém gãy giò luôn. Lên không? Lên thế ơi. Tôi dùng nhẹ, lớn đầu. Ta cho ông kế đi đường, đi đường đi. Công đi support đi anh Công ơi. Má mày chui vô, mày mà cứ thấy cái tên bố già ham chơi á là anh em đừng có vô quýnh. Tạ lắm. Tạ chục cuối luôn, má tạ phải ngàn cân. Cái cân mẹ to trọng lượng không đo được người anh em luôn. Công luôn. To thế nào được? Anh Công chỉ quýnh súc bò thôi, quýnh mấy con châu châu á, anh Công đỡ. Mấy châu châu anh Công đỡ chết. Mà anh Công chỉ em cách quýnh làm sao Amelie mẹ cấp đầu thua con Ellie coi. Trận này đánh con gì con nè. Má chỉ có anh Công đi khắc kèo thôi. Má đi sụp bòn thề luôn, ke trên ke dưới mẹ ke lúc ta lung tung hết rồi. Ê quay qua nhìn con Lumpu. Mình ke này hai thằng. Quay qua thì tem chết hết trơn. Ke bu như nào ta. Bu đát hả. Cả đó đằng nào thua à? Top nó đang vào à? Hai đơn lính. Mùa này mua tăng sức mạnh lên đây mà. Bữa mình muốn mình biết mua tăng sức mạnh rồi. Xẹt đau quá liền nha. Ui đúng Zena ấy luôn. Nhậu thế. Mà skin này lỏ bỏ bà luôn, thiệt luôn. Lỏ nhưng mà có tiền mới xài được. Skin này nó cắt giảm hiệu ứng hay sao á? Skin này như bị cắt giảm hiệu ứng rồi. Tinh chuẩn luôn. Cậu quýnh như em hồi nãy á, cắm mặt lên cho nó cấu máu đi nha. Cấu mà biết đừng lui á, chừa chiêu để lui á. Win một trận đi, nãy giờ chưa biết win là gì á. I heard the ocean's champion is strong. Win lúc trận đầu luôn. But I'm stronger. Bộ máy đi tìm năm hắc map thì đã nhiều. Người ta đã đều, mình cứ lũng đường thôi. The red clouds of sunset, the clear water of the deep sea. Cậu lao đi đập đi. Đúng rồi, bán máu đi. Lo luôn nha. Che lại, che chim lại. Trời ơi, không che con chim lại. Mẹ. Tôi nói mẹ thề, không phải nói anh em mà anh em quýnh game mẹ. Đúng che luôn á. Mình không nghĩ là mẹ anh em không biết quýnh những pha cơ bản gì luôn. Không dám vô đam rồi, chiêu 2 nó đủ đam. Đấy, top 1 Senna đây. Vì cái góc nó còn sai của cái con heo xu ngắm bắn á. Tôi vô anh Công ơi. Về đi, về đi. Có bốn này, có bốn. Về đi. Lập cục máu đi.
I heard the ocean's champion. Có bốn, có bốn. But I'm stronger. Nè, có bốn nha. Solo lên Zuka, solo luôn. Nó còn tay á. Hùng ha, hùng ha, lượm mâm. Quýt này luôn. Cúp, cúp, cúp. Đó chỉ có bốn này này. Lùng nữa đó. Có bốn kìa, có bốn kìa. Thôi rút, rút, rút. Rút, rút, rút. Hai kìa. Đi rồi, đi rồi. Thục dữ lồn vậy mà trúng được cái chiêu 2 phát đó. Thiên tài. Mẹ ăn rùa chứ, chứ sao phải hay. Chơi nó, chơi nó. Lão à, lão à. Mẹ má nó mất nhảy mất sọt, nó còn dám mà lại quýnh luôn, mẹ gan á. Cây sơ, cây sơ, cây sơ luôn. Cây sơ, cây sơ, cây luôn. Tuy nha, chết sạc nè. Dân na đâu? Đọc luôn, dù là nó chết rồi. Không kịp lên. Không lên nổi kia. Anh đóng cái giày trước thì anh không lên giải thì đúng rồi. Anh không lên giày thì anh đủ tiền lên giải rồi. Giải 480. I heard the ocean's champion is strong. Lão à. But I'm stronger. Tao. À, đánh này tính quá. Flaming wing. Quýnh luôn anh Công ơi, tì đâu anh. Lão. Hay anh Công ơi. Em thì em không có gì để chăm sóc vậy anh này. Em tụi máy im lặng thôi, chúng mày là tóc bí thành hùng. Thiên tài. Má quýnh tao mấy thua rồi đâu má. Má thấy không anh em thấy những pha mạng dân tận mồm luôn. Mà team mình xử lý những pha rất là đơn giản thôi. Mày cuối cùng thành fail. Cuối cùng không lấy lợi thế từ pha đó. Cúp luôn. Ui, đòi solo kill, đòi solo kill. Ui, nhục quá, đòi solo kill. Solo kill. Ôi giời. Má, lục đó là. Yuka lướt vậy thua rồi. Lướt mặt định. Còn không chạy đi.